Xin chào tất cả các bậc phụ huynh. Tôi tên là Phạm Thị Ninh, giáo viên trường mầm non Hồng Phúc, huyện Ninh Giang. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp lại các bậc phụ huynh. Như chúng ta đã biết, trẻ nhỏ rất thích khám phá, tìm tòi về môi trường xung quanh. Vậy làm thế nào để giúp cho các con khám phá, tìm tòi một cách hiệu quả và an toàn? Vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy các con khám phá, tìm hiểu về một số loại cây, rau, củ quả ở quanh mình nhé. Đối với hoạt động này thì các bậc phụ huynh cần giúp cho trẻ biết tên một số loại rau, cây ăn quả, một số loại củ, cây cảnh hoặc những cây hoa ở xung quanh nhà. Thứ hai là giúp cho các con biết chăm sóc, bảo vệ cây. Đối với hoạt động này thì các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị một số đồ dùng sau. Thứ nhất, các bậc phụ huynh có thể tận dụng ngay những cây cảnh hoặc những cây ăn quả có trong vườn nhà mình. Cũng có thể tận dụng những cây hoa hoặc những cây cảnh ở xung quanh. Bên cạnh đó, hàng ngày các bậc phụ huynh thường chuẩn bị các bữa cơm. Vậy thì các bậc phụ huynh hãy cho các con tìm hiểu về một số loại rau như là rau muống. Cũng có thể là rau mùng tơi. Hoặc các bậc phụ huynh cũng có thể chuẩn bị củ cà rốt hay củ khoai tây. Và cũng có thể là một số loại quả như là quả ổi hoặc quả cam. Và bây giờ tôi và các phụ huynh cùng tìm hiểu các bước để hướng dẫn các con khám phá về một số loại rau củ quả. Vậy là bây giờ tôi đã đứng ở một vườn cây ăn quả. Các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tận dụng những vườn cây ăn quả của gia đình mình để dạy các con khám phá về cây ăn quả đấy. Đối với cây ăn quả thì các bậc phụ huynh trước tiên là hãy giúp cho các con biết tên của cây ăn quả đó là gì. Sau đó các bậc phụ huynh hãy cho các con khám phá về các bộ phận của cây, ví dụ như là phần rễ, phần thân hay phần tán lá. Đối với lá cây thì các bậc phụ huynh hãy cho các con quan sát và nhận xét xem lá cây thì như thế nào, màu sắc ra làm sao, quả thì như thế nào, hình dáng ra làm sao. Và đặc biệt hãy giáo dục các con biết giá trị dinh dưỡng của các loài quả đối với lại sức khỏe của con người. Đối với hoạt động này, các bậc phụ huynh hãy giáo dục các con là biết bảo vệ cây, hàng ngày hãy tưới nước và chăm sóc cây. Những bông hoa thật là đẹp phải không nào các bậc phụ huynh? Vậy làm thế nào để hướng dẫn các con? Các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn tương tự như các bậc phụ huynh hướng dẫn cho các con khám phá về các loài cây. Hãy cho các con biết tên của loài hoa đó là gì, màu sắc của bông hoa đó ra sao. Các con hãy khám phá xem hương thơm của nó như thế nào. Và các bậc phụ huynh hãy cho các con biết loài hoa thì có tác dụng gì đối với cuộc sống của con người. Ví dụ như là dùng để trang trí nhà cửa hoặc làm nước hoa. Qua đó giáo dục cho các con hàng ngày hãy chăm sóc, tưới cây cho hoa. Và đặc biệt là không ngắt lá, bẻ hoa nhé. Để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị những món rau. Và khi nhà mình có vườn rau thì các bậc phụ huynh hãy cho các con cùng hái rau với mình nhé. Khi hái rau, các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn cho các con biết cách hái như thế nào và tên loại rau đó. Và đặc biệt, các bậc phụ huynh hãy giáo dục cho các con biết giá trị dinh dưỡng của các loại rau mà hôm nay gia đình mình đã chuẩn bị. Ngoài ra, các bậc phụ huynh hãy cho các con thường xuyên tưới nước cho cây hay có thể là bắt sâu, nhặt cỏ cho cây nhé. Để giúp cho các con khắc sâu hơn những kiến thức về các loại rau củ quả thì các bậc phụ huynh có thể tận dụng không gian ở trong bếp khi chúng mình nấu ăn. Vâng, khi các bậc phụ huynh nấu ăn mà các con muốn tham gia cùng với ông bà bố mẹ thì sao nhỉ? À, đương nhiên là sẽ rất vui rồi. Vậy thì các bậc phụ huynh trước hết là hãy hướng dẫn cho các con biết hôm nay gia đình mình ăn món gì. Ví dụ như nhà mình sẽ ăn món thịt bò hầm với khoai tây, hay hôm nay nhà mình ăn rau muống. Ngoài ra còn có cả cà rốt hay là khoai tây. Và sau đó các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn cho các con cách nhặt rau như thế nào nhé. Các bậc phụ huynh hãy chỉ cho các con biết những lá sâu, những lá bị hỏng không ăn được, bỏ đi và sẽ cấu lấy phần ngọn ăn được, cho vào rổ. Còn phần cuống già và không ăn được thì chúng mình hãy vứt đi nhé. Còn nếu các con muốn cùng bố mẹ gọt các loại củ thì như thế nào nhỉ? À, các bậc phụ huynh hãy đừng ngại mà hãy hướng dẫn cho các con cách cầm đồ gọt nhé. Hãy hướng dẫn cho các con cách cầm sao cho thật an toàn. Một tay các con sẽ cầm đồ lạo và một tay sẽ cầm củ cà rốt. Như vậy các con sẽ có kỹ năng giúp bố mẹ. Nhưng nếu các con muốn giúp bố mẹ bổ ổi thì sao nhỉ? Vâng, các bậc phụ huynh hãy hướng dẫn cho các con cách cầm dao và cách giữ quả. Tay phải các bạn ấy cầm dao và tay trái giữ quả. Khi bổ thì giữ thật chắc.
Thông qua các hoạt động nấu ăn, chắc chắn các con sẽ cảm thấy rất vui. Bên cạnh đó còn tạo cho không khí gia đình thật là đầm ấm. Ngoài ra các con còn học được rất là nhiều những kỹ năng để chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Ngoài những hoạt động này, các bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo thêm trên một số sách tranh hoặc là hình ảnh về cho các con xem để cho con nhớ hơn nhé. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bậc phụ huynh một số cách để dạy các con khám phá về một số loại cây, rau, củ quả. Rất mong các bậc phụ huynh sẽ cùng tham gia cùng với các con nhé. Chúc các bậc phụ huynh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.